Hello mọi người nhé, hôm nay mình sẽ đi quay khoảnh khắc mình đi mò cua bắt ốc nhé mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phượng nhá, mọi người nhá. Này mọi người nhá, mọi người nhớ ủng hộ mình đăng ký, chia sẻ, like, bấm đăng ký kênh ủng hộ nhá. Đây 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 mọi người, hôm nay mình sẽ đi mò cua bắt chai. Mình có bốn anh, năm anh em đi nhá. Đây hành trình của một mình bắt từ vừa nãy rồi nha mọi người nhá. Vừa đưa giấm gai mọi người ạ. Quay lại những cái khoảnh khắc này xem nào. Em mình là đăng kênh YouTube. Mẹ cái cô công nhận cái hoa này đẹp thật đấy nhỉ. Hoa này này. Có được nhiều. Ai, từ vần đây. Thích nhất mấy cái hoa gì đấy. Nó không nét mấy nhờ cái điện thoại này. Toàn những cái chỗ họ bẫy cá ấy. Ở trên kia chắc có nhiều. Tao đang quay cái video để đăng lên YouTube. Tao đang làm YouTube khổ quá. Bây giờ nó bắt được tầm này rồi, đủ rồi. Thằng Hậu nó bắt được hết. Chào 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 chào. Nó cũng mời xuân lên đâu. Ba mẹ ba đi đi. Nó sưng, nó ăn dâng ầm thì khơn nó là nhằn này. Thế 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 chào mọi người thế thế. Hello. Anh đang quay cả việc không phát trực tiếp đâu. Video. Video đăng YouTube. Sao phát trực tiếp không chứ lỡ thế. Ok chứ. Rock lắm đi như thơ Việt. Ôi chắc quay anh ghi nhẹ. Anh có nét nhẹ. Ôi nè. Mới bà tị có quay cái áp lợ cái này. Anh có quay khoảnh khắc ghi nhẹ lắm. Nhầm mỡ chứ. Vịt cho mọt gậy chụp ảnh thì lại cho lỡ quay lại dùng tay. Kiểu sống kiểu này dễ lắm các bạn ạ. Mình kiếm món đặc sản đấy các bạn nhé. Mọi một ngày ăn món lật. Một ngày ăn món lật. Đó heo. Đau hơi.
Hello mọi người. Mình đi du thuyền nha các bạn nhé. Mày lượng triết lòng gì này. Có tài xế nó có đẩy đi được đâu, có buồn. Hello mọi người đang xem nhá. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Mọi người thành công như mình thơm này. Ờ thơm. Mọi người ơi, nhìn mình là xem. Mình chỉ làm một lần cho xem thôi nhá. Đẹp lắm hoa này. Đi bên này đi. Người mình ở đây ai chưa bấm đăng ký kênh mình thì nhớ nhớ lần sau đăng ký nhá. Cái này mà ngã điện thoại mà rơi vào thì coi như xong. Mấy cái con này khá to đấy. Bảo bên này ấy, mấy cái con này chất. Bên này toàn những cái con to. Bên kia còn không có mấy. Một xe quá tải các bạn ạ. Nặng quá các bạn ơi. Hôm nay mình làm bữa ốc nhé các bạn nhá. Bữa ốc nhưng mà hàng trăm người ăn. Chắc có đủ mà. Ngồi được kì bữa. Cái này tải quá tải. Cái này là brut. Siêu nhân brut. Siêu nhân thật. Thêm cho giới thiệu. Được thêm siêu nhân brut. Tiếp tục đẩy các bạn ạ. Khổ lắm. Mày phải kéo bên đầu nó chứ. Sắp nát tới nơi rồi.
Gọi do viết. Đi từ từ thôi. Thằng thê tần bao áo. Tài xế. Tài xế. Tài xế ơi. Tài xế hay chậm. Đã làm ăn được cái chuyện gì vậy? Muốn cái lái tiền. Không biết lái. Đây mà muốn bỏ. Tài xế. Quay lại đi. Ừ. Đã làm ăn được cái chuyện gì thằng lồn. Đăng Facebook mà gắn thẻ hết tất cả thì đào trả khoảnh khắc rất là đẹp. Chưa nghĩ kêu vào Google sao? Em có người yết chưa nhỉ? Ôi, ôi kìa, cắt to, bắt đeo. Ôi, tôi bị sợ bắt. Nhi nhi, mẹ. À, con cá này hôm nọ họ đi bắt, họ đi vứt ở nhà nhiều. Ăn được. Mà. Không ăn được đâu chứ. Mang về làm nuôi, mang về nuôi. Cá giòn bể mà. Cá giòn bể, mang. Mang về nuôi. Đây, cá giòn bể mà, có ăn được đâu. Làm về nuôi. Cái này ở chua đông em bắt suốt mà. Ờ, đây, đem về bể cho mình ấy. Thằng biết nó con là, thằng biết nó con làm như này này. Cá giòn bể mà. Cá giòn bể rồi, ta cũng bắt. Không, con này sống được ở cái trên cạn nó thử được đấy. Thế hôm nọ thấy họ vứt ở ngoài cái nhà vệ sinh kia nhỉ. Ôi, đây nhiều cá lắm các bạn ạ. Con này mà bị thả bể sao lại cái này vừa nãy mình nhặt được mấy con ấy, nhặt được cái đầu của nó ấy. Cứ tưởng cá rô không khỏe nhở. Lo lọ con mua cái này là cá gì. Ôi kìa. Chắc là lấy cái này chạy nhanh chết nhở. Đây. Ôi. Vẫn luồn hóa ra nó ở trong này. À lũ đây các bạn ơi. Lũ. Có cá. Chân nào. Đấy. Chân nào. Lũ này này. Đấy. Ở lũ. Sao đây chứ. Lũ này. Có thì bảo chẳng vào mặt nó. Cái gì đấy? Có con gì đấy? Cá chứ. Đùa thôi, không có cái gì đâu. Nhưng mà hết cỡ chưa? Chưa. Chỗ này có cá đây. Từ từ. Ê, cá đi. Chọc lấy đi. Ơ nì, ăn tụ. Chặt đầu về đó con. Thì chọc lịch cơ là đây. Hôm nay là gì lỗ nó còn sâu lắm các bạn. Ôi cá đây, bố mới bắt được cá rồi. Mày hả bưởi, mày thua đấy cưng. Đây, có thật mà. Mày. Mình được 3 con rồi đấy. 3, 4 con rồi. Cái lỗ này là nó đéo thắt được đâu mà. Ta chặt đầu nó rồi. Cái gì? Ta thích chơi rồi. Ta sẽ chơi khô máu với cái bọt bùn này. Tôi là gặp cái lỗ này là hơi có cá. Định lấy chai ấy, nhưng mà thôi chưa lấy ở nhà. Mang về nấu canh đi, vừa nãy được nửa kia rồi. Đi. Mày chỉ tao chơi cua máu với bọn buồn này. Ăn Ả Rập. Hộp ly vô. Ê con đĩa. Tôi ở đây còn ngâm cả người. Không cần sợ con đĩa đấy. Nói thật nói thẳng luôn. Đôi xe hả?
mình linh nhìn mở gọt. Vậy phải đặt chập được việc nữa. Sao đâu? Chết rồi con này. Quỳnh liều 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 thế sao mà yên chẳng chẳng ôi chẳng 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 thế sao mà yên. Như vậy cứ tưởng cái con đỉa đấy, tưởng con lươn định chạy. Chồng vứt ở bể, bể nó lọc. Hậu lấy keo voi gắn vào đầu xe. Cái này nhiều mà nhờ. Không phải, cái này họ lọc bể thôi. Người ta đem về cho nó lọc bể thôi. Nghĩ cọ xa. Nó ăn bùn, trong bể đây. Nhưng mà nhìn nó cũng đẹp thật nhỉ. Đẹp mà. Con này như con nòi. Đi bắt cua bắt ốc còn đeo kính nữa. Đi Việt là đây cái xạ sao mà cũng vui không. Tụi Việt nó mới y hết luôn, vừa đẩy cái kia vừa đi bắt. Hello mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình đang đi bắt ốc nha mọi người. Nó sâu như thế. Cái nước này nó đục quá, con đỉa nó còn không dám đi được ấy. Được chưa? Đấy, con nhỏ. Ơ, vừa nãy anh đâu mà con to tầm đây, Việt. Ba ngón tay.